MC Út Hạ có nói là anh ơi nhanh lên ra một chút và chúng ta có thể lâu thêm một chút để mọi người chụp ảnh, và em có thể hỏi anh Hoàng Hải vài câu. Và bây giờ là cơ hội dành cho Út Hạ. Dạ vâng, em xin mời hỏi anh là khi lần đầu tiên đến với trường Cao đẳng Giao thông Vận tải, anh cảm thấy bầu không khí hôm nay thế nào ạ? Phải nói là Hoàng Hải cảm thấy vô cùng bất ngờ, tại vì Hoàng Hải nghĩ rằng là khi mà đi vào con đường thì con đường cũng rất nhỏ, và Hoàng Hải không nghĩ rằng ở trong đây lại có một cái ngôi trường đồ sộ như vậy và rất là nhiều các bạn sinh viên như vậy. Và một điều bất ngờ nữa là Hoàng Hải không ngờ rằng các bạn sinh viên đấy đã đông mà lại toàn những bạn có thể nói là vô cùng nhiệt tình. Có phải không ạ? Tinh thần giao thông đâu ạ? Đâu ạ? Vâng ạ, anh Hoàng Hải anh thấy thế nào? Có tuyệt vời không ạ? Phải nói là quá tuyệt vời. Chính vì vậy mà ban đầu thì Hoàng Hải có dự định là hát một hoặc hai bài, nhưng mà chính vì vậy các bạn nhiệt tình như vậy, chắc là có lẽ cho phép Hoàng Hải xin được hát thêm, đúng không ạ? Vâng ạ. Chúng ta có muốn biết được rằng ca khúc tiếp theo của anh Hoàng Hải là gì không ạ? Là gì ạ? Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hồ Gươm Sáng Sớm qua sự thể hiện của anh Hoàng Hải. Vâng, xin cảm ơn hai MC của trường đại cao đẳng Giao thông Vận tải. Và các bạn có thể sẵn lòng hát cùng Hoàng Hải cái khúc này được không ạ? Nhạc lớn không ạ? Níu đôi chân của tôi, vườn hoa ướt đốm sương đầu ngày. Tiếng nói dân gian bên ghế đá nào, mồ hôi rớt rơi, tiếng hót vang xa đôi chim loan chào. Bình minh trong lành sẽ qua rất nhanh, đường rộng hơn, mặt hồ treo nghiêng bình sáng.
sinh viên cao đẳng giao thông ơi. Cho phép Hoàng Hải được xuống sân khấu.